Em nói bữa qua là chị mua hủ tiếu cho em ăn đi. Hồi sáng á, mẹ nhận chị á là dọn cơm ra cho em ăn. Chứ ăn hủ tiếu hoài không tốt đâu em. Chị dọn cơm cho em liền đi, em nói bụng quá à, để em phụ chị nha. Vậy cũng được, em vô phụ chị đi. Em làm bánh kia đi, chị đút cơm cho mẹ. Kiếm cơm như tay em rồi. Cái này là cá bông lau á, em ưa thích lắm. Yeah, được ăn cá bông lau rồi. Để chị xé ra cho. Đậu bắp này á là mẹ hái từ vườn á rồi đi hấp cơm ngon lắm em. Đâu em ăn thử rồi. Ngon lắm á. Ngon quá. Hồi nãy chị rửa tay rồi á, có mấy bắp cho em ăn được. Em ăn coi chừng xương ấy nha. Ngon ngon. Cái xương này chị. Trời ơi em hay vậy chị. Em ăn cẩn thận nha, chị tắt chưa có kỹ đâu á. Để chị chan nước vô cho. Em ăn nước không? Ăn hả? Em ăn đậu bắp không, để chị lấy cho. Không. Thôi để chị ăn thử trái coi. Đậu bắp ngon ngọt lắm á em. Mẹ hát từ vườn á. Đang nuốt vô. Cá bông lau này ngon không em? Cá bông lau này ngon số 1 luôn. Hai mốt á chị kiên mẹ mua cá bông lau cho em ăn nữa nha chị. Cá bông lau này ngon lắm. Nhưng mà lâu lâu người ta mới bé một lần. Để chị về chị nói với mẹ em ăn cá nữa không? Để chị lấy cho. Không. Không à. Thôi em ăn đi. Chị bóc ra. Xương hả em hay quá à. Dính tay không? Bóc giờ bóc nha. Nè em ăn đi. Ngon không em? Chị ăn cơm chưa? Hồi sáng á, chị về sớm chị ăn cơm với mẹ rồi. Em ăn từ từ coi chừng mắt mẹ nha em. Chị xé thêm thịt. Em ăn thịt sao? Em thấy hay quá. Nhưng mà dở rồi, hết tô luôn rồi. Rồi. Em ăn nữa không? Thôi em ơi, em không ăn nữa đâu. Thôi em ăn ngoan đi. Còn một muỗng nữa hà, em gán ăn đi em. Em giỏi quá. Nhưng mà mốt quá chị không đút em ăn nữa nha. Em tập ăn đi, em gần vô mẫu giáo rồi đó. Dạ em biết rồi chị. Thôi em nhậu phụ chị xuống đi. Rồi chị gấp nước cho em